Hệ thống âm thanh giải trí trên xe ô tô là một thành phần vô cùng quan trọng trên xe ô tô. Vậy hệ thống âm thanh high end trên xe ô tô có gì quan trọng, có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Phần đặc biệt nhất của cái hệ thống loa âm thanh high end chính là cái loa center. Nhìn thẳng vào cái ghế lái của mình có thể ấn cái nút tắt tiếng đi thì hệ thống loa sẽ phục xuống, và khi mà mình mở loa lên thì cái loa center nó sẽ lồi lên. Ở cái phần điều chỉnh âm thanh thì hệ thống loa chính hãng sẽ có cái phần điều chỉnh cái chế độ nghe như là chế độ stereo và chế độ mở rộng để phù hợp với các cái gu âm nhạc, các thể loại âm nhạc từng người nghe. Phần sâu trong nữa thì có phần chỉnh equalizer, mình có thể điều chỉnh tất cả các cái giải tần từ giải treble, giải bass, âm cao và âm trung, âm trầm sao cho phù hợp với những cái bài nhạc mình nghe. Còn một điều đặc biệt nữa, khi mà nâng cấp hệ thống high end trên xe BMW, tôi sẽ dẫn các bạn đi cùng tìm hiểu. Đối với tất cả các dòng xe C5, F10, F11 thì cái màng loa, cái phần phía cánh sau này là cái phần da nó sẽ bịt kín tất cả cái màng loa, và khi mà nhập về Việt Nam thì đều bị cắt bớt option. Khi mà nâng cấp tất cả hệ thống loa hạc man hoặc là hệ thống loa B&O thì chúng tôi đã phải khoét để lắp được cái dưỡng màng loa sao cho nó thẩm mỹ nhất, đẹp nhất. Và đây là kết quả sau khi mà chúng tôi nâng cấp hệ thống loa high end. Nếu như mà chỉ một sai sót nhỏ thôi có thể làm hỏng cả phần tappy cửa và thay thế toàn bộ phần tappy mới. Chính vì vậy cái việc nâng cấp loa, khoét loa là đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ cao, và những người mà phải làm rất là chuyên nghiệp thì mới xử lý được cái phần loa cánh sau khi mà nâng cấp hệ thống loa. À, đây là bạn Quyết, chủ nhân của chiếc BMW CD5 vừa nâng cấp hệ thống âm thanh. Mình sẽ hỏi Quyết vài câu hỏi về liên quan đến hệ thống âm thanh mà Quyết vừa nâng cấp. Thứ nhất là lý do tại sao mà Quyết lại nâng cấp hệ thống âm thanh high end trên xe BMW. Hiện nay thì nguyên bản của cái xe của em mua về ấy, thì nó sử dụng 10 loa hi-fi. Thì với bản thân em là một người cũng rất thích âm thanh, đi nhiều xe sang rồi. Thế nên là rất là muốn một cái xe của mình mà phải có một âm thanh là cực kỳ hay. Thế nên là em mới lựa chọn là để nâng cấp lên cái loa B&O này trên cái xe BMW của em. Cảm ơn Quyết. Thế mình có một câu hỏi tiếp theo, đó là sau khi mà nâng cấp, sau khi mà trải nghiệm hệ thống âm thanh high end thì Quyết có cảm nhận gì? Phải nói một từ là rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Hà, chủ BMW Shop. Thì bản thân cái xe của mình ấy, nguyên bản nó là 10 loa, mà khi mà đã lên được đến 16 loa rồi, các bạn biết càng nhiều hơn thì nó sẽ càng hay hơn. Mà rất là ấn tượng, có một cái tính năng gọi là nghe cái âm thanh vòm, như mình ngồi trong một rạp hát khi mà nghe ở trên xe. Thực sự cảm ơn anh. Cảm ơn Quyết.
Vừa rồi là một vài giới thiệu và trải nghiệm của khách hàng sau khi nâng cấp hệ thống loa B&O trên xe BM. Quý khách có nhu cầu nâng cấp hệ thống loa vui lòng liên hệ BMW Shop. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn miễn phí. BM Shop chuyên nâng cấp BMW. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.